tỷ phú Hoàng Kiều nhận 23 con nuôi ca sĩ Phi Nhung, người đại diện nói gì? Ngay sau khi tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều loan tin muốn nhận 23 con nuôi của Phi Nhung, đại diện của ca sĩ đã lên tiếng. Cảm ơn tấm lòng của tỷ phú nhưng người đại diện cho biết phải xem lại. Trao đổi nhanh với phóng viên bà Diễm Phạm, người quản lý lâu năm của cố ca sĩ Phi Nhung cho biết, sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại nhiều đau xót, rối bời từ phía gia đình, người thân. Gia đình cảm ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều. Tôi có coi qua một số thông tin báo chí đưa tin về việc tỷ phú Hoàng Kiều nhận nuôi 23 con nuôi của Phi Nhung, nhưng hiện tại gia đình đang rối bời và phải lo chuyện hậu sự cho Phi Nhung. Mọi chuyện chăm sóc các con tạm thời vẫn bình thường, bà Diễm Phạm nói. Quản lý của Phi Nhung cũng chia sẻ, Phi Nhung ra đi là nỗi mất mát quá lớn, gia đình và các sư cô tại chùa nơi một số con nuôi của nữ ca sĩ từng ở vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những việc mà Phi Nhung đang làm dang dở theo ước nguyện của chị. Khi được đề cập đến chuyện tỷ phú Hoàng Kiều có thể hỗ trợ các em nhỏ là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung trong thời gian tới, thậm chí có thông tin ông mong muốn đưa 23 trẻ sang Mỹ để nuôi dạy, người quản lý của cố ca sĩ phát biểu. Chúng tôi sẽ phải coi lại, những gì chị Nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục. Hai nhà hàng bán đồ chay vẫn còn hoạt động, vẫn có thể nuôi các con được, chị ấy, cố ca sĩ Phi Nhung, vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con. Bà Diễm Phạm một lần nữa nhắc lại, gia đình Phi Nhung rất cảm ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều nhưng xin phép công chúng và các mạnh thường quân để cho tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ trước, sau đó từng bước giải quyết công việc khác. Trước đó, ngày 29 tháng 9, giờ Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều, đã có buổi livestream chia sẻ về ý định nhận nuôi 23 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Tỷ phú này bày tỏ mong muốn nuôi dưỡng các con nhỏ bằng cách đón các bé sang Mỹ. Ông Hoàng Kiều khẳng định không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu xếp giải quyết 23 đứa trẻ là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung khi cô vừa qua đời ngày 28 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc ca sĩ qua đời để lại niềm đau xót cho người thân, gia đình, bè bạn và người yêu âm nhạc Việt. Ngoài ra, điều nhiều người quan tâm hiện nay là số phận của 23 đứa con được cố ca sĩ nhận nuôi, một số từng ở với ca sĩ Phi Nhung, một số ở tại chùa, sẽ ra sao? Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và phía thành phố Hồ Chí Minh đều khẳng định có đủ các phương án để giải quyết ổn thỏa cuộc sống của các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết có hai phương án, một là tiếp tục để gia đình, bè bạn và cơ sở chăm sóc trẻ của cố ca sĩ Phi Nhung nuôi dạy các trẻ nhỏ, nếu gia đình vẫn có nguyện vọng và đủ điều kiện nuôi dạy. Trường hợp nếu gia đình Phi Nhung không thể tiếp tục việc này, địa phương sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, đưa các con vào cơ sở chăm sóc công lập. Quan điểm được người đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhấn mạnh là không để các em thiệt thòi, bị đẩy ra ngoài đường.